Thưa quý vị và các bạn, đã có khá nhiều chủ phương tiện bị từ chối chi trả bảo hiểm trách nhiệm dân sự do xét nghiệm trong máu có nồng độ cồn, dù không sử dụng rượu bia. Lý do từ chối mà phía các công ty bảo hiểm đưa ra là lái xe điều khiển xe trên đường mà có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc từ chối bảo hiểm này liệu có đúng luật? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Anh Phong, ngụ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho rằng, quy định pháp luật đối với hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đang tạo ra kẽ hở cho các công ty bảo hiểm né trách nhiệm bồi thường. Tháng 10 năm 2021, xe ô tô của anh do lái xe Lê Tiến Dũng điều khiển va chạm với một xe đạp điện trên quốc lộ 32. Mặc dù theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát giao thông, nồng độ cồn trong máu của lái xe dưới ngưỡng bình thường. Tuy nhiên, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội BSH vẫn từ chối bồi thường với lý do người điều khiển ô tô có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở. Bên cơ quan công an thì người ta cũng yêu cầu là xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ cồn trong cơ thể, xem lái xe có sử dụng bia rượu hay không. Thì theo kết quả mà sau em được bên cơ quan giao thông cho biết là thì kết quả là 1.85 millimol trên lít. Thì em cũng hỏi luôn bên cảnh sát giao thông là với cái nồng độ này thì bên em có vi phạm luật giao thông không, hay là có bị xử phạt thì có chế tài gì không. Thì một đồng chí cảnh sát giao thông bảo là đây là chỉ số nồng độ cồn tự nhiên trong cồn sinh học tự nhiên trong cơ thể là bình thường. Sau hai lần khiếu nại đòi bồi thường nhưng vẫn bị từ chối, anh Phong khởi kiện BSH. Kết quả, trung tuần tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tuyên buộc bị đơn là bảo hiểm BSH phải bồi thường cho nguyên đơn là anh Tạ Văn Phong. Doanh nghiệp bảo hiểm vẫn áp dụng một cách cứng nhắc là cứ có chỉ số lớn hơn không được coi là có cồn trong máu và họ từ chối bồi thường. Tuy nhiên như chúng ta vừa nói thì ngoài việc sử dụng rượu bia thì cũng có rất nhiều người khi mà xét nghiệm thì ra một cái chỉ số nồng độ cồn rất nhỏ dưới ngưỡng được coi là có cồn trong máu. Thực tế thì giống như là chúng ta đã trao đổi phía trước đó, thì những cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta sẽ ăn các thức ăn chứa đường, chứa tinh bột và các quá trình lên men đó nó là liên tục. Vì vậy mà để cho một cái nồng độ cồn mà tuyệt đối bằng không trong máu thì tôi nghĩ là cái điều ấy là khó. Vì các bằng chứng khoa học chỉ ra là cũng quá trình chuyển hóa lên men và có cồn ở trong máu là chắc chắn. Theo quy định hiện hành tại Luật Giao thông Đường bộ 2008 sửa đổi bổ sung, người điều khiển bị cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Điều chớ trêu là quy định này dường như đang thách thức tính thực tiễn khi mà các nghiên cứu khoa học đều chỉ ra rằng dù không hề sử dụng rượu bia, một người bình thường vẫn có thể có một hàm lượng nhất định cồn sinh học trong máu.